Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với cái video hôm nay. Và video hôm nay mình giới thiệu với các bạn về một cái dòng main, đó chính là cái dòng main server. Đây là main của hãng Intel. Đấy các bạn xem, cái main server này ấy, nó sẽ khác main thường một cái, đó chính là cái main này ấy dùng để chạy cho server, có nghĩa là nó có thể chạy liên tục và nó hỗ trợ tính năng cho những máy server designer, đặc biệt là server có nghĩa là dùng làm máy chủ ấy, được chưa? Cái máy này sử dụng một CPU thôi, có trường hợp những máy khác nó sử dụng rất là nhiều CPU, hai hoặc là ba hoặc là thậm chí bốn CPU trên cùng một cái main đấy, được chưa? Cái này chủ yếu làm để làm server, có nghĩa là làm máy chủ ấy các bạn. Tính năng của cái dòng này ấy thì đây là dòng nó sử dụng cho các dòng CPU thế hệ thứ ba. Được chưa? Tất cả các dòng CPU Xeon hoặc là dòng Core i các bạn có thể gắn vào được. Ở đây ấy, các bạn xem này, nó có hỗ trợ 4 khe RAM và RAM của nó không phải sử dụng RAM thường, RAM của nó là sử dụng RAM ECC. Bạn biết RAM ECC là RAM gì không? RAM ECC là một cái dòng RAM nó có thể tự xử lỗi được. Đó, người ta gọi là RAM ECC. Đấy. Đây là dòng RAM ECC. Nó hỗ trợ ECC. Các bạn không biết về RAM ECC, các bạn search trên mạng internet là RAM ECC, các bạn sẽ biết được thông tin về RAM ECC. Cái công nghệ ấy, thì các bạn tự tìm hiểu một tí, nó nhiều cái nó hay lắm các bạn. Đó, nó sử dụng RAM ECC này. Và ở bên ngoài này nó có hai cái cổng LAN mạng luôn. Đấy, điều khác biệt đây. Đó, nó có hai cổng LAN mạng, nó có thể là dual LAN. Đó, có tốc độ truy xuất mạng internet nó nhanh. Đó, mục đích của nó làm server máy chủ mà. Ở đây có nguồn một cổng nguồn CPU 8 pin. Được chưa? Đó. Bên này nó cũng tính năng nó cũng rất bình thường. Đấy. Đó, các bạn sơ qua các bạn sẽ thấy là nó như thế. Đặc biệt là nó, các bạn xem ở đây, nó khác ở đây là nó sử dụng RAM ECC nhá. Được ạ. RAM ECC. RAM ECC. Và ở đây ấy, nó chạy ấy, thì nó cũng có một cái cổng VGA để chúng ta chạy rời ngoài. Được ạ. Chạy rời ngoài. Và nó cũng có thể là chạy một cái cạc màn hình rời ở đây. Nó phải gắn cạc màn hình rời ở đây. Đó. Có một số trường hợp ấy, máy cho server ấy, có một số trường hợp là nó không có cổng VGA, được chưa? Nhưng mà trong trường hợp bản main này là nó có cổng VGA, nó vẫn có thể xuất hình ra cái trên trực tiếp trên main này luôn. Đấy, đó các bạn xem này, đấy, đó là cái main server. Cái này nó cung cấp nguồn là nguồn 8 pin, các bạn có thể là xem một cái bộ nguồn nào nó chuẩn 8 pin. Các bạn cắm vào thì nó sẽ chuẩn nhá, bộ nguồn nào 8 pin các bạn gắn vào thì nó sẽ chuẩn hơn. Hoặc là các bạn có thể là xem những đây chuẩn 8 pin, hoặc là các bạn có thể gắn 4 pin vào cũng được. Có một số trường hợp các bạn chỉ cần gắn 4 chân pin vào trong cái nguồn nó cũng có thể chạy được, nhưng mà đối với một số trường hợp khi bạn nâng cấp VGA mạnh ấy, nâng cấp nhiều cạc màn hình VGA hoặc là các kiểu ấy, thì các bạn cần phải cung cấp đủ nguồn CPU thì nó chạy mới ổn định. Các bạn chú ý nhá, cung cấp đủ nguồn CPU thì nó chạy mới ổn định. Đó, nhìn nó hoành tráng chưa? Main server. Thường cái main này nó rất là bền, main này của Intel. Đây là nó chạy chạy với cái thế hệ thứ 3, chạy CPU thế hệ thứ 3. Được chưa? CPU thế hệ thứ 3 socket 1155. Đấy, đời thế hệ thứ 3. Socket 155, thế hệ thứ 4 là 1150, phải không ạ? Đó, đây là chạy thế hệ thứ 5, thế hệ thứ 3. 1155. Hoặc cả các đời CPU, nói chung là dòng CPU 1155 là nó có thể chạy được các bạn. 1155 là có thể chạy được, từ Core i3 đến Core i3 hoặc là các dòng chip Xeon. Thường máy server ấy, người ta sẽ chạy với cái dòng chip Xeon, được chưa?
đó, chạy với Jeep Xeon. Đối với các bạn chạy Jeep Xeon thì đặc biệt là các bạn chạy Jeep Xeon, thường cái Xeon ấy thì nó có nhiệt độ tỏa ra rất là nóng. Đối với các bạn sử dụng các dòng CPU socket CPU thế hệ thứ 3 hoặc là thế hệ thứ 3 1155 thì các bạn chú ý là các bạn cần phải có một cái tản nhiệt tốt cho nó, nhất là các bạn đã xem những CPU có thanh bản bóng mắt dẫn ở 32 nanomet thì thường nó sẽ là rất là nóng, nó nóng hơn 22 nanomet đó, cho nên là các bạn xem phải có một cái bộ tản nhiệt khí hay là tản nhiệt nước nó tốt tốt một chút thì nó sẽ giúp cho cái máy của chúng ta tản nhiệt nó hiệu quả hơn. Các bạn có thể sử dụng các tản nhiệt có các ống đồng để cho nó tản nhiệt qua cánh tản nhiệt để cho giúp cho cái gió của nó hay là cái tỏa nhiệt của nó có thể tỏa nhiệt nhanh hơn, được chưa? Đó. Các bạn sử dụng những tản tỏa tản nhiệt bình thường ấy, default hoặc là những tản nhiệt bình thường cho các dòng máy sử dụng Core i bình thường ấy, khi các bạn hoạt động qua hết công suất của cái CPU ấy thì các bạn sẽ thấy xảy ra tình trạng nhiệt độ nó lên rất là cao, có trường hợp nó lên đến tận 90 mấy đến 100% và máy của chúng ta tự động tắt, lúc đó thì nó ảnh hưởng đến tuổi thọ của CPU cũng như toàn bộ linh kiện ở trên main. Dạ, cho nên là các bạn cần phải chú ý nhá, lúc đó các bạn sẽ gây ra tình trạng bị sập nguồn, sập biếc. Dạ, đó, nó giống như kiểu là các bạn không được vệ sinh ấy thì nó sẽ dẫn đến tình trạng mà nó nhiệt độ quá cao vậy. Dạ, nhưng mà trong trường hợp này là do các bạn không tản nhiệt, bởi vì là cái CPU Xeon ấy thì thường là nó có cái nhiệt lượng tỏa ra nó nhiều, nó rất là cao, cao hơn cái dòng chip Core i các bạn ạ. Đó, đây là cái chip CPU dành cho designer, dành cho những máy tính server. Được chưa? Xeon thì thường nó có nhân nhiều luồng, nhiều nhân hơn. Được chưa? Thì chúng ta có xử lý cái tác vụ nó, nhưng mà nó sẽ không có tích hợp cái đồ họa ở bên trong CPU, mà nó sẽ tích hợp đồ họa ra các màn hình rời để chúng ta có thể xử lý trực tiếp qua các màn hình rời ấy. Đây, đó, đó là máy tính main server. Rồi mình đã giới thiệu qua một cái main, nó là main server các bạn. Đó.